Kính thưa quý vị, tổ chức Boat People SOS yêu cầu không phỏng vấn gia đình tù nhân Trần Thị Nga. Trong một thông cáo báo chí của tổ chức Boat People SOS, được gọi tắt là BPSOS, được ký tên bởi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của BPSOS. Tổ chức này yêu cầu không có các cuộc phỏng vấn với bà Nga và gia đình trên các phương tiện truyền thông cho đến khi có thông báo mới. Vì lý do gì các cơ quan truyền thông không nên có các cuộc phỏng vấn với gia đình Trần Thị Nga khi gia đình bà đến thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia thì không thấy bản thông cáo báo chí nhắc đến. Các thưa vị, nguyên văn bản thông cáo báo từ BPSOS gửi ra có đoạn viết như sau. Chúng tôi gồm ba tổ chức PPSOS, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và Liên minh chống tra tấn Việt Nam chào mừng bà Trần Thị Nga được, được tự do, và sẽ được định cư tại hoa kỳ cùng với hai con và người cha của hai đứa trẻ chúng tôi sẽ chia sẻ một số hình ảnh và video vào thời điểm phù hợp Chúng tôi trân trọng yêu cầu không có các cuộc phỏng vấn với bà Nga và gia đình trên các phương tiện truyền thông cho đến khi có thông báo mới. Phóng viên SBTN đã có mặt tại phi trường quốc tế Atlanta, Georgia để thực hiện phóng sự gia đình tù nhân Trần Thị Nga đến được bến bờ tự do nhưng không gặp bất cứ ai ngoài phi trường. Có lẽ gia đình bà đã đi ra một cổng khác tại cửa phi trường kính thưa quý vị.